Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vụ sập sàn tòa nhà ở quận 1, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Nhân dân 115. Chiều 27 tháng 8, thông tin từ bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ việc sập sàn tòa nhà vừa xảy ra trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân NVT, 33 tuổi, quê Đồng Tháp, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vì tai nạn lao động. Theo đó, anh T đang làm công trình thì té ngã từ dàn giáo công trình xây dựng xuống đất, độ cao khoảng 1m70, kèm theo bị gạch đè lên người. Sau tai nạn, anh T đau tay phải và đau đầu nhiều. Bệnh nhân sau đó được đội cấp cứu ngoại viện 115 khu vực quận 1 đến hiện trường hỗ trợ sơ cứu nẹp cổ cứng và nẹp cẳng bàn tay phải và được đưa đến bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị. Anh T nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không điểm đau khu trú, than tê bì hai tay, không yếu liệt chi, vết thương trán trái phức tạp, bờ nham nhở khoảng 0,4 x 0,5 cm, vết thương khửu phải, bờ nham nhở khoảng 5 cm. Bệnh nhân đã được chụp CT sọ não, X quang cột sống cổ, ngực, cẳng tay phải, siêu âm bụng. Kết quả tạm thời chưa ghi nhận tổn thương, bệnh nhân đã được xử trí vết thương đầu, dịch truyền, giảm đau, khâu vết thương. Sập sàn một tòa nhà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 8, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ sập sàn một tòa nhà. Khoảng 11 giờ, nhóm công nhân thi công trong một tòa nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thì sàn bê tông bất ngờ đổ sập. Một người bị mảng bê tông lớn đè trúng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Người dân khu vực cho biết tòa nhà trước đây là ngân hàng, sau đó được trả lại. Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường điều tra nguyên nhân cụ thể. Công trình trên đã thi công được một tháng, ban đầu xác định có khoảng 10 người tham gia sửa chữa lúc xảy ra sự cố. Trước đó vào ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn của huyện lập biên bản, thống kê thiệt hại liên quan vụ việc đá rơi làm sập nhà dân. Theo ông Trương, khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 3, nhà máy xi măng Xuân Thành đóng tại thị trấn Thạnh Mỹ nổ mìn khiến một tảng đá nặng hàng tấn rơi từ trên cao xuống đè sập nhà một hộ dân tại tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ. Rất may vào thời điểm đó không có người trong nhà nên không có thiệt hại về người. Theo ghi nhận, tảng đá rơi xuống nhà dân nặng khoảng 4 tấn. Qua xác minh ban đầu thì đá rơi do nhà máy xi măng Xuân Thành nổ mìn, ông Trương khẳng định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn làm báo cáo để gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương đến kiểm tra yêu cầu nhà máy xi măng Xuân Thành dừng hoạt động để khắc phục sự cố cũng như thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Được biết, lâu nay người dân sống gần nhà máy xi măng Xuân Thành hết sức bất an, lo lắng vì nhà máy nổ mìn khiến đá rơi và làm nứt nhà dân. Sự việc xảy ra vào trưa càng khiến người dân hết sức bức xúc. Nổ mìn, tảng đá rơi đè sập nhà dân ở Quảng Nam, sống trong sợ hãi. Liên quan đến việc công ty cổ phần tập đoàn Thái Group nổ mìn khai thác đá sản xuất xi măng làm sập nhà dân tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết sáng 18 tháng 3, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường, làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Thái Group. Qua kiểm tra và báo cáo của công ty, đoàn kiểm tra nhận định các tảng đá rơi đè sập nhà và ảnh hưởng đất sản xuất hoa màu của người dân có thể không phải xuất phát từ hoạt động nổ mìn trực tiếp làm đá văng xuống, mà đó là những tảng đá mồ côi ở trên đỉnh do tác động của việc nổ mìn gây rung chấn nên lăn xuống. Có thể khẳng định rằng nguyên nhân đá lăn xuống núi gây thiệt hại tài sản của người dân là do công ty nổ mìn, tuy nhiên không phải những tảng đá bị văng ra, mà có thể do quá trình rung chấn trong thời gian dài khiến đá bị mất sự kết dính rơi xuống núi, ông Quang nói. Theo ông Quang, ở bên dưới mỏ khai thác, doanh nghiệp có làm 3 bậc thang tựa như hào chứa để hứng đá rơi. Tuy nhiên, hôm các tảng đá văng xuống, hào chứa đã đầy nên không giữ lại được. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp làm rọ đá cao 3 mét ở hào chứa tầng dưới cùng để khắc phục tình trạng đá lăn. Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp không được phép nổ mìn tại khu vực này cho đến khi hoàn thành lắp đặt rọ đá, báo cáo sở kiểm tra.
Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính để đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ, theo Nghị định 71 của Chính phủ. Ám ảnh tột độ bên hiện trường nổ lò hơi gây chấn động. Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo chuyên sản xuất dầu điều, địa chỉ tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 5 tháng 8, khiến anh Nguyễn Văn Tú, 42 tuổi, ở Bình Phước và Nguyễn Văn Thùy, 32 tuổi, ở Quảng Bình thiệt mạng. Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và các đơn vị chức năng của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình hai nạn nhân bị thiệt mạng. Chưa hết bàng hoàng, chị T, công nhân công ty Buffalo kể lại, sáng 5 tháng 8, khi chị và nhiều công nhân khác đang làm việc trong công ty thì nghe tiếng nổ lớn ở khu vực có lò hơi. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy. Trong tích tắc, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng công ty. Một số công nhân đã dùng vật dụng tại chỗ và nước đến dập lửa nhưng bất lực. Thời điểm này, có anh TCD, sinh năm 1993, đã liều mình lao vào đám cháy để ứng cứu đồng nghiệp rồi bị ngạt khói, nhưng may mắn được lực lượng cứu ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Khi tôi chạy thoát ra ngoài thì lực lượng chữa cháy đến hiện trường, chị T kể. Một người phụ nữ khác cho biết, thời điểm cháy trong công ty có gần 70 công nhân đang làm việc. Nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo cháy, chị và mọi người hô hoán cùng nhau bỏ chạy ra ngoài. Bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến ngày 6 tháng 8, toàn tỉnh Bình Phước xảy ra 14 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, trong đó có 12 vụ tai nạn lao động làm chết người. Vụ tai nạn lao động tại công ty Buffalo là nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho hay, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ tai nạn lao động, tăng 2 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, tai nạn lao động trong lĩnh vực sản xuất chiếm hơn 76%. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 doanh nghiệp với tổng số tiền là gần 300 triệu đồng. Điểm lại các vụ tai nạn lao động tại Bình Dương, có thể thấy số vụ xảy ra ở các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ chiếm tỷ lệ nhiều nhất, chủ yếu là do bị máy cuốn, bồn chứa bụi gỗ bốc cháy. Ông Dương Quang Hiệp, giám đốc một công ty gỗ ở Bình Dương cho biết, thường các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ phải có bồn chứa bụi gỗ. Trong quá trình gặp ma sát, bụi gỗ dễ bị âm ỉ cháy. Trường hợp này nếu phát hiện có khói, công nhân phải dùng nước dập lửa trong bồn trước, không mở khóa bồn để chuốt bột gỗ xuống. Vì lúc này, khối lượng bột gỗ lớn nếu ào xuống cùng lúc, gặp không khí bên ngoài, lửa sẽ bùng lên rất nhanh. Công nhân dù đứng xa cũng rất dễ bị lửa táp trúng, gây ra bỏng nặng. Còn theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, số vụ tai nạn lao động tại địa phương này là 195 vụ, số người bị nạn là 205 người. Trong đó, có 25 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 30 người tử vong. Vụ nổ lò hơi tại huyện Vĩnh Cửu làm 6 người tử vong, 5 người bị thương nặng là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc này, mỗi khi nhắc đến, những người có mặt tại hiện trường đều chia sẻ về nỗi ám ảnh của bản thân. Vụ nổ này, bước đầu xác định 52% do lỗi người sử dụng lao động thiếu biện pháp, quy trình làm việc an toàn, máy móc, thiết bị chưa đảm bảo an toàn, 20% do lỗi người lao động như vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn do người sử dụng lao động ban hành và 28% là do nguyên nhân khác. Để phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, đặc biệt là nổ lò hơi, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành những quy định về an toàn, vệ sinh lao động khi thuê mướn lao động thực hiện công việc thuộc các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng, đặc biệt với các cơ sở, hộ gia đình đang sử dụng thiết bị. Có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như nồi hơi, bình chứa, không khí nén, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động. Đồng thời, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hình sự đối với các trường hợp vi phạm về an toàn lao động nghiêm trọng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp không tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Bình Dương, ông Phạm Văn Tuyên cho biết, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, huấn luyện và hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động, cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát ở các lĩnh vực, khu vực có nguy cơ, rủi ro cao về an toàn lao động. Sở còn đề nghị phải xây dựng và thực hiện đầy đủ những nội dung, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hộ lao động đối với người lao động.
đầu tư kinh phí cải thiện môi trường làm việc, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá an toàn với máy móc, thiết bị để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, ông Tuyên nói. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã giao Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp trong công tác quản lý, quy trình sản xuất công nghiệp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lò hơi, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Bên cạnh đó, thành lập đoàn kiểm tra rà soát, kiểm tra chuyên đề về bảo quản, vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nói chung và thiết bị áp lực nói riêng như nồi hơi, bình chứa khí nén, nồi gia nhiệt, hệ thống lạnh. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.